to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Thổi nến cho bạn cá sấu nhá. Wow! Chúc mừng sinh nhật bạn cá sấu. Đây là tiết phụt đấy các bạn ơi. Wow, bạn cá sấu đầy tuyết luôn nhá. Vào cả nhà luôn. Chào hai bạn Lim Lạc nhá. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của bạn cá sấu đấy. Hôm nay hai bạn Lim Lạc sẽ đến tổ chức sinh nhật cho bạn cá sấu nhá. Để mình đến nhà bạn cá sấu tổ chức sinh nhật cho bạn cá sấu đi. Đây các bạn ơi, hai bạn Lim Lạc đến nhà của bạn cá sấu rồi đây này. Lim Lạc gõ cửa nào. Cốc cốc cốc, cá sấu ơi dậy thôi. Bạn cá sấu ra này. Xin chào hai bạn Lim Lạc, có việc gì mà gọi tớ thế? Lim Lạc ơi. Chúc mừng sinh nhật bạn cá sấu nhá. Hôm nay sinh nhật của bạn cá sấu đấy. Lim Lạc hát bài chúc mừng sinh nhật nào. Hello. Lim Lạc ơi, bây giờ chúng mình sẽ lấy bánh sinh nhật để thổi nến cùng bạn cá sấu nhá. Ôi các bạn ơi, hai bạn Lim Lạc nhá, chuẩn bị một cái bánh sinh nhật to ơi là to cho bạn cá sấu đây này. Rồi bây giờ mình bê ra cho bạn cá sấu để bạn cá sấu thổi nến nào. Cẩn thận nhá. Rồi bạn cá sấu ơi, bây giờ bạn cá sấu ra đây để cùng thổi nến bánh sinh nhật cho bạn cá sấu nào. Wow. Cảm ơn hai bạn Lim Lạc đã tổ chức sinh nhật cho tớ nhá. Rồi bây giờ Lim Lạc ơi, mình lấy thêm cái mũ siêu nhân đội vào để tổ chức sinh nhật nào. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ thắp nến để chúc hát bài chúc mừng sinh nhật cho bạn cá sấu nhá. Đấy, có cả cái pháo phụt này thì nó phụt vù vù lên xong mình hát nhá. Lúc nào pháo phụt lên là mình hát nhá. Wow. To you. Happy birthday. Happy birthday to you. Không thổi cái đấy con ơi, thổi nến cơ mà. Cứ kệ cái đấy cho nó cháy hết đi. Rồi mình thổi nến nào. Thổi nến cho bạn cá sấu nhá. Wow! Chúc mừng sinh nhật bạn cá sấu. Đây là tiết phụt đấy các bạn ơi. Wow, bạn cá sấu đầy tuyết luôn nhá. Vào cả nhà luôn. Hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến tiết mục cắt bánh nhá. Bạn cá sấu có thích không bạn cá sấu ơi? Thích quá. Ôi trời ơi thích nhờ. Ôi các bạn ơi đây tuyết phụt dày đặc luôn này. Rồi năm mới chúc bạn cá sấu, à tuổi mới chúc bạn cá sấu là mau ăn chóng lớn nhá. Khỏe mạnh nghe lời bố mẹ nhá. Rồi bây giờ, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt bánh sinh nhật nào. Wow bánh ngon quá các bạn ơi. Hai bạn Lim Lạc mỗi người một miếng nhá, cả bạn cá sấu nữa nhá. Đấy, chúc mừng sinh nhật bạn cá sấu nhá. Con ăn hoa. Rồi, con ăn hoa gì? Đấy, trời ơi. Là ăn cả cái hoa luôn. Con cho nhiều nè. Con ăn hoa, ăn không hết thì thôi.
Đây, chỗ còn lại cho bạn cá sấu nhá. Đây, tất cả là của bạn cá sấu đây này. Chúc mừng sinh nhật bạn cá sấu nhá. Cảm ơn mọi người, hôm nay mình vui quá. Các bạn ơi, video hai bạn Lim Lạc tổ chức sinh nhật cho bạn cá sấu đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn video sau nhá. Chào tạm biệt các bạn.